đời không dung nạp hai chữ giá như. Hãy lắng nghe 20 điều sau để tránh nuối tiếc ở tuổi xế chiều. Hãy thử nhắm mắt lại và tưởng tượng một ngày bạn già đi. Có lẽ bạn sẽ rất hoang mang, nhưng có lý do để chúng ta nên làm như vậy. Và giờ, bạn hãy nghĩ về những gì bạn muốn mọi người nói về bạn khi già. Bạn muốn cuộc sống của mình tiến triển như thế nào? Những người ở độ tuổi xế chiều thường có rất nhiều tiếc nuối. Đừng đi theo bước chân của họ để rồi ôm những tiếc nuối muộn màng. Bởi cuộc đời không dung nạp hai chữ giá như. Dưới đây là 20 điều hầu hết mọi người thường cảm thấy tiếc nuối khi họ về già. Điều thứ nhất, tôi ước mình ít bận tâm hơn về những suy nghĩ của người khác. Chỉ khi bạn nhận ra những người khác dành bao nhiêu thời gian để suy nghĩ về một mình bạn, thì lúc ấy bạn mới hiểu ra rằng bản thân đã tốn quá nhiều thời gian và năng lượng để lo lắng về điều đó. Bạn nên biết rằng không ai dành quá nhiều thời gian để suy nghĩ về một người không có chút quan hệ nào với họ. 2. Tôi ước bản thân có thể lo lắng cho những thành tựu của mình hơn. Bạn không nhất thiết phải giành được những giải thưởng cao quý như giải Oscar, xây dựng được một doanh nghiệp hay tham gia vào các giải thi đấu thể thao. Tuy nhiên, một số thành tựu nho nhỏ cũng là một điều hết sức quan trọng. Thứ ba, tôi chưa từng bày tỏ những cảm xúc thực sự của mình. Đây không phải là vấn đề bản ngã hay cái tôi. Việc chia sẻ với người khác về những cảm xúc thực sự sẽ giúp bạn giảm bớt những dằn vặt đau khổ của tinh thần. Nhưng nếu bạn cố giấu kín những cảm xúc đó, chúng sẽ theo bạn suốt cuộc đời. 4. Giá như tôi đã từng đấu tranh và sống cho chính mình nhiều hơn. Có lẽ đây là tiếc nuối của hầu hết chúng ta. Đôi khi thật quá dễ dàng để nghĩ rằng nếu bạn luôn cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người, bạn sẽ được yêu quý hơn. Hay đơn giản, người bạn yêu sẽ không bỏ rơi bạn để chạy theo một tình yêu mới. Tuổi tác có thể sẽ dạy cho chúng ta điều đó. Tuy nhiên, nó lại không thể dạy cho chúng ta biết sống sao cho hạnh phúc. Vì vậy, điều quan trọng trong cuộc sống chính là hạnh phúc. Không phải là làm thế nào để làm hài lòng tất cả mọi người, bởi không ai có thể làm được điều này. Điều thứ năm, ước gì tôi có thể can đảm theo đuổi đam mê của mình. Bạn thường dễ bị cám dỗ bởi một cuộc sống với mức lương ổn định, với những thói quen lặp đi lặp lại, chỉ vì bạn muốn sống một cách thoải mái và ngại thách thức. Vậy cái giá phải trả cho những điều này là gì? Đó chính là niềm đam mê của bạn. Để rồi khi về già, bạn nhận ra bản thân chưa từng can đảm theo đuổi đam mê và hối tiếc. Nhưng có lẽ lúc này đã quá muộn rồi. 6. Tôi ước bản thân có thể bình tĩnh hơn trong những cuộc trò chuyện với người thân. Cuộc sống quá ngắn ngủi, bạn sẽ không bao giờ biết được rằng đâu là lần cuối cùng bạn được nói chuyện với những người thân yêu. Đó sẽ là những khoảnh khắc in đậm trong tâm trí mỗi người. Do đó, hãy cố gắng bình tĩnh và đừng so đo đúng sai trong những cuộc trò chuyện. Bởi cho dù bạn đúng, cho dù bạn cãi thắng, bạn cũng sẽ làm phai nhạt tình cảm của mọi người dành cho bạn. 7. Nếu thời gian có thể quay trở lại, tôi sẽ để các con theo đuổi những gì chúng muốn. Tình yêu, lòng trắc ẩn và sự đồng cảm là những giá trị quan trọng hơn nhiều so với những giá trị vật chất và hệ thống niềm tin khác. Hãy để con cái bạn làm những gì chúng muốn thay vì bắt chúng đi theo những con đường bạn đã vạch sẵn. Yêu thương và quan tâm đến các con là điều mà các bậc cha mẹ luôn làm. Tuy nhiên, bạn có thể thể hiện tình yêu đó của mình theo một cách khác. Đó là ủng hộ, cổ vũ chúng đi theo con đường chúng chọn. Bởi có lẽ tuổi trẻ của bạn cũng đã từng như chúng. 8. Ước gì khi còn trẻ, tôi biết tận hưởng từng khoảnh khắc tuyệt vời của cuộc sống này nhiều hơn. Chứng kiến các con lớn lên từng ngày khiến bạn nhận ra rằng đời người ngắn ngủi mà thời gian lại trôi rất nhanh. Đến khi về già, chúng ta sẽ ngày càng sống ít hơn cho hiện tại. Vì vậy, khi còn trẻ, sao bạn không tận hưởng từng khoảnh khắc tuyệt vời của cuộc sống này và dành nhiều thời gian làm những việc có ích? Bạn sẽ thấy
cuộc đời này tuyệt diệu hơn rất nhiều. 9. Trước đây tôi chỉ luôn đặt tâm trí vào công việc và sự nghiệp. Giờ tôi ước bản thân không quá chú trọng vào sự nghiệp như vậy. Nhiều người luôn mong muốn rằng họ sẽ không dành quá nhiều thời gian để làm việc. Tuy nhiên, không phải ai cũng làm được việc này. Mặc dù có thể họ biết rằng thành công về tài chính hay thành tựu trong sự nghiệp không thực sự cần thiết để cuộc sống trở nên hoàn hảo hơn. 10. Tôi ước bản thân mình có thể đi đến nhiều nơi hơn. Điều này là hoàn toàn có thể thực hiện ở bất kỳ độ tuổi nào, thậm chí cả với trẻ em. Tuy nhiên, nhiều người không làm như vậy và tự thuyết phục bản thân bằng nhiều lý do như thiếu tài chính, tiền bạc, thời gian và vướng bận con cái. Bạn có thể tổ chức những chuyến đi đơn giản, không mất quá nhiều chi phí và có thể đưa trẻ em đi cùng. Đừng để những lý do trên tạo ra tiếc nuối cho bạn. 11. Tôi từng đưa ra những quyết định theo ý kiến của người khác. Giờ tôi ước giá như lúc đó tôi có thể tin tưởng vào sự lựa chọn của bản thân thay vì nghe theo mọi người. Tự bản thân đưa ra quyết định và tin tưởng vào những gì mình đã lựa chọn mang lại cho chúng ta cảm giác trọn vẹn và niềm vui từ cuộc sống. Đi ngược lại với ý muốn của bản thân chỉ càng tạo ra sự bực bội và đau khổ. 12. Tôi chưa từng tự chăm sóc tốt cho bản thân mình. Các vấn đề về sức khỏe hay tình trạng lão hóa sớm luôn khiến bạn băn khoăn rằng liệu bạn có ăn uống lành mạnh, tập thể dục đều đặn và giảm bớt căng thẳng. Do đó, khi còn trẻ, hãy tự chăm sóc tốt cho bản thân. Đừng đợi đến khi sức khỏe suy kiệt lại ước rằng giá như. 13. Tôi ước bản thân có thể can đảm tiếp nhận nhiều thử thách hơn. Mỗi người đều có quan điểm khác nhau về mạo hiểm, nhưng có lẽ bạn nên nhận ra rằng bản thân đang sống quá lâu trong vùng an toàn. Khi về già, một số người chợt nhận ra rằng họ đã bỏ lỡ rất nhiều thử thách của cuộc sống, mà những thách thức ấy sẽ mang lại không ít kinh nghiệm quý báu. 14. Tôi ước gì có nhiều thời gian hơn. Chỉ khi có tuổi, nhiều người mới nhận ra rằng thời gian trôi thật nhanh. Mới 6 tuần nghỉ hè năm nào, chúng ta vẫn là những đứa trẻ, mà dường như bây giờ chúng ta đang ở nhà ga cuối của cuộc đời. Nhiều người thường ví rằng thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ vừa đúng cái chớp mắt, thế là mọi người đều già đi. Vì vậy, thay vì ước có thêm nhiều thời gian hơn, bạn hãy nắm bắt và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc của cuộc đời. Không ai có thể chống lại sự an bài của số phận. 15. Tôi lo lắng và căng thẳng quá nhiều. Tôi ước rằng mình chưa từng như vậy. Nếu bạn có thói quen viết nhật ký, và giờ đây khi xem lại nó, bạn chắc chắn sẽ thắc mắc rằng tại sao lúc đó bạn lại lo lắng tới quá nhiều việc như vậy. Vì vậy, bạn đừng lo lắng và bận tâm đến quá nhiều việc, bởi lo lắng cũng không giúp bạn cải thiện được điều gì. 16. Tôi ước có thể thấu hiểu được giá trị của người khác nhiều hơn. Để nhận thức và đánh giá đúng giá trị của một người quả thực là một việc làm vô cùng khó khăn, và đôi khi bạn có thể sẽ ngại làm điều đó. Tuy nhiên, khi đánh giá và trân trọng giá trị của người khác, bạn cũng sẽ nhận ra giá trị của bản thân mình. 17. Tôi ước trước đây mình có thể dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Một số người chỉ quan tâm đến việc theo đuổi sự nghiệp của riêng mình. Họ đi công tác và di chuyển đến rất nhiều nước trên thế giới, để rồi khi về già, họ thường tỏ ra khó chịu, bực dọc với những người thân, bởi họ nhận ra rằng bản thân đã đặt sự ưu tiên của mình vào sai chỗ. Hãy dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, bởi họ là những người thân yêu nhất của bạn, và chỉ có họ mới ở bên cạnh bạn đến cuối đời, khi mà tuổi tác, sự nghiệp, danh vọng đã bỏ rơi bạn. Gia đình xứng đáng được ưu tiên hàng đầu. 18. Khi còn trẻ, tôi lúc nào cũng trưng bộ mặt nghiêm túc trước mặt mọi người. Tôi ước bản thân mình không quá nghiêm túc như vậy. Cuộc sống sẽ vui vẻ, nhẹ nhàng hơn khi bạn có thể thả lỏng bản thân và mỉm cười với mọi thứ.
Đừng trưng ra bộ mặt hình sự, vì điều đó có thể khiến mọi người xa lánh bạn và cuộc sống của bạn cũng sẽ vô cùng nặng nề. 19. Tôi ước tôi có thể làm nhiều việc hơn cho mọi người. Làm nhiều việc hữu ích cho mọi người khiến cuộc sống của bạn trở nên có ý nghĩa hơn rất nhiều. 20. Giá như tôi có thể cảm thấy hạnh phúc hơn với những gì mình đang có. Đôi khi, mọi người thường không nhận ra cảm giác hạnh phúc cũng là một trạng thái tâm lý có thể điều khiển cho đến khi quá muộn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy nhớ bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video mới. Chúc các bạn luôn vui vẻ.